Đối với việc giám sát thì chúng ta phải lập kế hoạch. Đây cũng điều là rất là quan trọng. Về chủ trì thì chúng ta phải rõ ràng đây là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Thì đối với cấp tỉnh, cấp huyện và xã thì theo thẩm quyền và chức năng của mình thì chúng ta có cái chủ trì để cùng tổ chức những cái đoàn giám sát. Thứ hai nữa là các cái cơ quan phối hợp. Thì đối với chúng ta là những vấn đề hiện nay á, thì chúng ta có thể phối hợp với các ngành như lao động thương binh xã hội. Ở đây có cái mảng là bảo vệ trẻ em. Thứ hai nữa là giáo dục đào tạo, đó là ngành giáo dục đào tạo. Ba là ngành văn hóa thể thao và du lịch. Bốn là ngành công an. Và có thể phối hợp với đoàn thanh niên và hội bảo trợ quyền trẻ em. Đó. Cũng như là đối với những vấn đề cụ thể thì chúng ta sẽ chọn những cái đơn vị cụ thể để chúng ta có cái chương trình phối hợp. Cái đoàn đi thì gọn nhẹ nhưng mà hiệu quả. Chúng ta không làm rình rang quá. Và đi thì đông nhưng mà giám sát thì là chất lượng không 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 nhiều. Vấn đề đặt ra nó là không là nổi bật và không có cái sức làm đặt vấn đề bức xúc nóng mà đại địa phương đang cần, thì chúng ta cần phải cái đoàn gọn nhẹ mà chúng ta phải phối hợp phù hợp. Thì trong cái việc lập kế hoạch đó, cũng rất là chi tiết cụ thể, và chúng ta xây dựng cái kế hoạch đó thì cái nội dung phải nó rõ. Và thứ hai nữa là cái đối tượng cái phạm vi giám sát cũng phải rõ. Thí dụ như đối tượng phạm vi giám sát là ủy ban nhân dân, hay là đối với cái ngành, đối với trường học, hay là đối với là những cái nhóm trẻ em đặc thù, phụ nữ đặc thù, ví dụ vậy. Chúng ta không thể nào dàn trải chúng ta rất là nhiều cái nhóm đối tượng, quá thì nó rộng và nó sẽ mất cái tập trung. Cái thứ hai nữa là đối với cái phạm vi thì chúng ta nên chọn cho nó đúng, nó gọn. Không thể nào chúng ta giám sát hết chín huyện thành phố mà chúng ta chỉ chọn những huyện, những xã mà nó trở thành điểm nóng, mà qua cái giám sát đó chúng ta có thể nêu lên mang cái tính điển hình về cái nguyên nhân, đánh giá về cái thực trạng, cái nguyên nhân đó, và đồng thời là các cái kiến nghị cho nó phù hợp đó. Và đặc biệt là đối với cái địa điểm thì chúng ta phải xác định nó cụ thể đó. Ví dụ như là ở xã nào, ấp nào, hoặc là ở huyện nào thì chúng ta cần phải xác định cho nó rõ. Và cái thời gian, cái thời điểm chúng ta giám sát thì chúng ta phải có cái bước trước, thì chúng ta có cái giám sát là đột xuất, nhưng cũng có những cái vấn đề chúng ta giám sát là phải có cái thời gian để địa phương nó xây dựng cái báo cáo. Ví dụ như đối với một vấn đề luật mà chúng ta đưa ra những vấn đề lớn thì chúng ta phải có một cái thời gian dài để địa phương người ta có cái thực hiện cái báo cáo phù hợp. Hai nữa là đối với cái giám sát đột xuất thì thí dụ như chúng ta thấy ở vấn đề đó vừa qua nó xảy ra những vấn đề ví dụ như là bạo hành đối với trẻ em của các cái bảo mẫu, hay là cái vấn đề là ngộ độc thực phẩm, là chúng ta phải xây dựng cái kế hoạch và đi ngay xuống dưới để xem coi cái việc thực hiện đó nó thiếu sót ở khâu nào, và quy định pháp luật như vậy thì họ áp dụng như thế nào, và để chúng ta có cái kiến nghị. Quan điểm của chúng ta ở đây là mang tính xây dựng, không phải xuống dưới để phê phán. Chúng ta không phải để bơi móc đó, để mà vạch lá tìm sâu. Một quan điểm của chúng ta là nếu như đối với chính sách chưa đảm bảo thì chúng ta sẽ thực hiện việc là chúng ta sẽ kiến nghị đến cấp thẩm quyền có những cái chỉ đạo sát sao hơn, và thậm chí có cả những vấn đề cần phải điều chỉnh, phải 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 có cái ban hành những cái quy định mới để cho nó phù hợp. Cái thứ hai nữa là những cái kiến nghị phải cụ thể, ví dụ như là chúng ta cần hỗ trợ về cơ sở vật chất để đảm bảo cho cái điều kiện sống sinh hoạt an toàn cho trẻ em thì chúng ta phải kiến nghị cụ thể. Hai nữa là những vấn đề về lĩnh vực nào, nói về là sức khỏe, về y tế, hay là về vấn đề về cái an ninh trật tự ở địa bàn, hay là những vấn đề mà chúng ta thấy rằng là nó xảy ra ở trường học thì chúng ta phải kiến nghị đối với các cấp thẩm quyền theo phân cấp quản lý, đồng thời cũng theo cái ngành lĩnh vực và cái chức năng nhiệm vụ cụ thể của ngành của cấp đó, và như thế thì nó mới hiệu quả.